thời điểm mà chỉ còn 2 tuần nữa là Tết, thị trường di động ngày càng biến đổi sôi động và nhộn nhịp. Bên cạnh đó thì giá cả biến đổi không ngừng và di động thông minh cũng tung ra những chương trình khuyến mại giảm giá đặc biệt để kích cầu. Để các bạn không bỏ lỡ cơ hội tốt trong dịp mua sắm này thì ngày hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn danh sách những sản phẩm đáng mua nhất tầm giá từ 2 đến 5 triệu để các bạn có thể tham khảo. Đầu tiên phải kể đến đó chính là chiếc điện thoại đến từ Hàn Quốc Sky A870, với đặc điểm nổi bật đó chính là thiết kế đẹp với khung viền hoàn toàn bằng kim loại cho khả năng chống chịu va đập tốt, cùng với đó là một cấu hình cao phù hợp với mức giá dưới 3 triệu. Sky A870 từng là flagship của Sky ở thời điểm năm 2013 với điểm nhấn là phần cứng mạnh mẽ, thiết kế chắc chắn với khung viền thép kim loại. Màn hình của Sky A870 có kích thước 5 inch, độ phân giải HD cùng công nghệ in-cell cũng đem lại khả năng hiển thị ấn tượng, đặc biệt là độ sáng cao và hình ảnh cực kỳ trong trẻo. Cấu hình của máy sở hữu con chip S600 4x1.7GHz với RAM 2GB, bộ nhớ trong tới 32GB vẫn dư sức chiếm mọi game khủng hiện nay. Với việc tích hợp 4G thì Sky A870 là sản phẩm giá rẻ nhất trong danh sách này, có thể cho trải nghiệm kết nối không dây, tốc độ cao tại Việt Nam trong thời gian tới. Giá hiện tại của Sky A870 chỉ là 2.490.000 cho sản phẩm đẹp 99% và 3.790.000 cho máy mới full box 100% tại di động thông minh để các bạn có thể lựa chọn. Kế đến chúng ta không thể không kể đến bộ đôi đang làm mưa làm gió trong phân khúc smartphone giá rẻ, đó chính là Xiaomi Redmi Note 2 và Xiaomi Redmi Note 3. Với mức giá lần lượt là 2.790.000 và 3.590.000 với phiên bản RAM 2GB. Xiaomi Redmi Note 2 sở hữu phần cứng mạnh mẽ với màn hình 5.5 inch Full HD, vi xử lý Helio X10, RAM 2GB và viên pin lớn 3060mAh được hỗ trợ sạc nhanh. Hãng này cũng không sao lãng tính năng chụp hình cho Redmi Note 2 khi trang bị cho máy bộ đôi camera 13MP và 50MP. Trong khi đó, một bản nâng cấp hoàn thiện của Note 2 chính là Xiaomi Redmi Note 3 vừa mới ra mắt thời gian gần đây, từ thiết kế cấu hình cho đến dung lượng pin. Quả thật, với mức giá chỉ hơn 3 triệu cho phiên bản RAM 2GB và hơn 4 triệu cho phiên bản RAM 3GB, chúng ta đã có một thiết bị tuyệt vời với thiết kế kim loại nguyên khối, hỗ trợ cảm biến vân tay, dung lượng pin lên tới 4.000mAh. Hai sản phẩm đều hỗ trợ hai SIM tiện lợi dùng kết nối 4G công nghệ cao. Tiếp đến là bộ ba flagship năm 2014 là LG G3, HTC One M8 và Samsung Galaxy S5 cũ qua sử dụng với mức giá chưa đến 4 triệu. Ở trong phân khúc này, thay vì lựa chọn những sản phẩm đến từ Trung Quốc thì nhiều người lại tin dùng và trung thành với những thương hiệu nổi tiếng này. Cả ba thiết bị đều sử dụng con chip Qualcomm S801 với cấu hình khủng, song sẽ khác biệt một chút về một vài tính năng. Đầu tiên là LG G3 với mức giá là 3.590.000. G3 chính là thiết bị có phần cứng mạnh mẽ nhất trong ba sản phẩm này với RAM lên tới 3GB, với màn hình 5.5 inch độ phân giải 2K sắc nét cùng với viên pin dung lượng 3000mAh. Chưa kể đến camera 13MP với khả năng lấy nét bằng laser ấn tượng. Trong khi đó, M8 với mức giá 3.790.000 chỉ có RAM 2GB, màn hình 5 inch Full HD và camera Ultra Pixel, nhưng lại ghi điểm bởi một thiết kế quyến rũ với khung kim loại nguyên khối cùng nền tảng HTC Sen độc quyền, mượt mà và tối ưu, cũng như cặp loa boom sao chất lượng. Chắc chắn một điều thì M8 chính là sản phẩm đẹp nhất trong bộ ba sản phẩm này. Còn Samsung Galaxy S5 sẽ dành cho bạn nào thích sở hữu một siêu phẩm có khả năng chống nước, chụp ảnh đẹp và nhiều tính năng đặc biệt như cảm biến vân tay, cảm biến đo nhịp tim. S5 Mỹ đang được bán với giá chỉ 3.790.000 tại di động thông minh. Nếu như là một tỷ đô của iPhone và yêu thích những sản phẩm mang thương hiệu Apple thì chắc chắn các bạn sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội mua một trong hai chiếc điện thoại iPhone 5 và 5S qua sử dụng. Tại thời điểm hiện tại, khi mà những sản phẩm như là iPhone 6, 6S hay 6 Plus giá còn đang khá cao thì việc lựa chọn cho mình một trong hai chiếc điện thoại iPhone 5 và 5S qua sử dụng là một lựa chọn tiết kiệm và hợp lý. Với sự hoạt động ổn định, bền bỉ và mượt mà trên nền tảng iOS, cùng với khả năng tương thích tuyệt đối với con chip Apple, iPhone 5, 5S luôn mang lại trải nghiệm tuyệt vời. Cả iPhone 5 và 5S đều có một thiết kế đẹp chuẩn mực, chỉ khác nhau một chút về đèn flash chu tông ở phía sau và cảm biến vân tay phía trước. Ngoài ra, con chip trên iPhone 5S cũng mạnh mẽ hơn một chút so với iPhone 5. Còn tất cả những yếu tố còn lại về mặt thẩm mỹ, sự mượt mà hay màn hình hiển thị đều như nhau. Tuy là sản phẩm đã qua sử dụng nhưng các bạn có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng, đã được test kỹ càng. Hiện có khá nhiều lựa chọn về giá cũng như chủng loại. Các bạn còn được tặng thêm sạc các pin sen chính hãng, một đổi một trong vòng 12 tháng đảm bảo yên tâm nhất. Cuối cùng là bộ đôi sản phẩm có cấu hình mạnh mẽ nhất trong danh sách, Meizu MX4 Pro với đặc điểm là cảm biến vân tay, màn hình 2K và RAM 3GB, đối thủ cạnh tranh trong phân khúc với Xiaomi Redmi Note 3.
Bên cạnh đó thì HTC One M9 cũ là flagship một thời năm 2015 của HTC với mức giá hiện giờ chỉ còn 4.990.000. Có thể nói nếu so với MX4 Pro thì Redmi Note 3 gần như không có cửa. MX4 Pro có viền kim loại chắc chắn, một thiết kế đẹp đúng phong cách Apple, màn hình 2K siêu nét, hai camera 21MP, dùng cảm biến Sony chụp ảnh cực đẹp. Với viên pin trên 3000 mAh cùng nền tảng FlyMeOS mượt mà, nhiều tính năng như Smart Touch, Meizu MX4 Pro với RAM 3GB chắc chắn sẽ là sự lựa chọn không thể bỏ qua. Trong khi đó với HTC One M9, không cần phải nói quá nhiều về sức hút của nó khi giá giảm tới 2/3 sau chưa đến 1 năm từ mức giá hơn 15 triệu lúc mới ra mắt, hiện tại chỉ còn chưa đến 5 triệu. M9 với chip S810, vỏ kim loại sang trọng cùng những công nghệ hàng đầu của HTC. Ở tầm giá này M9 không có đối thủ bởi những thiết bị cạnh tranh như G4, Z3 Plus thì cũng đang có giá từ 6 đến 8 triệu. Nếu yêu thích sản phẩm công nghệ cao thì Meizu MX4 Pro và HTC One M9 chính là hai sự lựa chọn đáng giá nhất dịp Tết này ở tầm giá dưới 5 triệu. Với những sản phẩm kể trên thì hy vọng rằng đây sẽ là một sự gợi ý tốt dành cho các bạn trong dịp mua sắm cuối năm này. Bạn thích sản phẩm nào và có ý định mua sản phẩm nào, hãy để lại ở phần bình luận để review có thể hỗ trợ. Chúc các bạn sẽ có một sự lựa chọn tốt dành cho mùa mua sắm cuối năm. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.